Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của anh Tèo để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Đây, mình cho quý vị xem trước cái bộ đế trước ha. Rồi lát nữa mình xem tay cành và nghe anh Tèo báo giá cụ thể từng cây nha quý vị. Đây, anh thấy đế cộng bự bự quýp quýp không ha. Rồi, không làm gì đây. Đây, anh chà chà gì đây. Giờ quá, không có làm kịp. Chào anh. Rồi, chào thầy Tuấn. Mến chào quý ông bà, cô bác, anh chị em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Rất vui khi mình nay trở lại kênh của quê dừa của thầy Tuấn. Thì cũng một lần nữa xin cảm ơn đến tất cả quý vị trong thời gian qua đã hết lòng ủng hộ cho mình. Mình xin cảm ơn đến quý vị rất là nhiều ạ. Và hôm nay mình cũng có chuẩn bị một số mai phôi, trong đó có mai vàng, mai tứ quý, cùng số chiếu thủy nha quý vị. Dạ, thì mình mấy cây lớn á, thì mình ship 200 cây số, còn những cây phôi nhỏ nhỏ thì mình sẽ lên mình quay được á, là mình ship là toàn quốc nha quý vị. Hồi lát nữa quay cây nào mà không có nói gì hết có nghĩa là bao ship toàn quốc, còn cây nào nói có nghĩa là mình bao ship 200 kg luôn. Máy okay. Năng cái nào rồi. Mà quay được là toàn quốc nha quý vị. Rồi rồi cây số 1 luôn. Rồi mình bắt đầu cho cây số 1 nha quý vị. Trời cũng sắp chuyển mưa cho nên mình là tranh thủ nghe. Mùa này quay mình sợ ông trời dữ lắm quý vị. Quay xong là đem vô trong nhà hết rồi. Rồi dáng đẹp ha. Rồi cho chiều cao luôn. Rồi tứ quý nha quý vị, lùng lực luôn, bonsai rất đẹp luôn. Anh Tèo hôm nay mặc đồ sáng quá dẫn đến 91 chiều cao nha. Rồi dẫn đến nó chá cái áo anh Tèo nhiều quá ha, cái cây nó bị tối lại luôn. Em nói thiệt luôn á. Rồi vô quanh luôn nha, áo sáng quá trời sáng. Rồi đây, vị trí này là 35 nha quý vị, 36 giới tính 35 hen. Xen vòng luôn. Rồi đây, xen vòng để dây thước dây luôn nữa. Quay hình đó, đo túc trên cao ha. Đo túc trên cao. Rồi, giá nhiêu đây anh? Rồi cây này mình giao lưu 2.8 quý vị. Rồi, bao ship toàn quốc. Để rất đẹp luôn. Mã số 1. Tứ quý. Rồi mã số 2. Rồi. Ánh sáng từ áo của anh Tèo, những áo sáng quá trời sáng mà cái cây nó bị tối lại à. Mốt đi mặc áo tối lại cho cái cây sáng lên. Rồi đây. Rồi. Cho chiều cao luôn. Rồi, cao. 104. Rồi. Rồi có số tay cành luôn nha. Đó. Đây về mình rét dài bo vô là chơi hết lần luôn nha. Rồi đo trên vị trí này nha. Là 28 miếu tính 27 nha. Đây, có túc cao nha quý vị. Cái này giao lưu nhiêu anh? Rồi cây này mình 900 ngàn quý vị ơi. Rồi bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi đấy, xuống cây luôn. Khá đẹp nha, số 2. Số 2. Rồi, lên mạnh nè. Trời ơi. Chụp qua vậy. À, số 3. Số 3. Đây. Rồi. Phu thê giao bái. Tứ quý hả anh? Tứ quý, tứ quý. Chừng nào tới mai vàng là mình báo nha quý vị. Rồi, cho chiều cao luôn. Đây. Tay cành đủ sức để cho mình rét luôn ha. Đây. Hai cây cùng chiều cao. 119. Đủ vợ đủ chồng luôn đây. Rồi coi ông chồng cây ông được bao nhiêu. Là 31. Đây 28. Ê 20 gì? 26. 26 đôi mắt. 26. 26 và 31 cho hai vòng vòng luôn. Đây vũ đế đây, quá đẹp luôn nha. Rồi giao lưu nhiêu đây? Rồi quá đẹp luôn. Đó giao lưu nhiêu ở đâu ạ? Đó. Rồi 2.1 cái gì đây? Rồi bao ship toàn quốc luôn. Quá xá đẹp luôn. Rồi mã số 4 lên luôn.
Ơi, số 4. Tứ quý luôn. Đây, tứ quý nữa. Giờ lên tứ quý, chừng nào hết tứ quý mới thấy mai vàng ha. Đó, nó vậy đó. À, cho chiều cao luôn. Rồi, cao luôn. Mặc áo sáng trưng luôn. Rồi, 119. Rồi. Đó. Vành. Là 19. Rồi, chính xác. Đó, để đây. Đó, vậy đó hen. Rồi có 250 rồi quý vị ơi. Bao xếp luôn, toàn quát luôn. Rồi 250 rồi, hết tiền luôn rồi. Rồi xuống 5. Rồi đánh số vô nha, để lạc mất nha, lộn số nha. Rồi mã số 5. Rồi là 55. Rồi. Hoàn luôn. Là 21. Rồi xây luôn. Rồi đây giá luôn. Đó. À, giá nhiêu anh? Rồi 250 nữa. 250 nữa, bao ship luôn, toàn quốc luôn. Trời ơi, em đi thuốc phụ, nặng dữ lắm nè. Con lớn nè. Rồi, số 6. Bự, chản luôn. Tứ quý, chừng nào hết tứ quý mới báo tay mai vàng nha quý vị. Đó. Rồi, mã số 6 cho chiều cao luôn anh Tèo ơi. Cao. Rồi. Rồi, mét 6. Rồi, mét 6 chiều cao. Có số tay cành đó quý vị ơi. Có số tay cành luôn. À, đây là cắt thành hồi đó nó xong phụ rồi. Giờ cắt giật cấp rồi ha. Giật cấp lại cho nó đẹp hơn. Rồi vị trí này đây là 34. Để đây thôi rồi để giữ ha. Cộng to to đều hết trơn ha. Cùng bằng bự muốn bằng cổ tay luôn ha. Đây. Chản chản luôn ha. Rồi. Giá nhiêu đây anh? Rồi ok, rễ quá trời kia, con nào con nấy mà là 2,3 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây. Quá lớn luôn. Quá xa bầu rễ ha. Rồi số 7 lên luôn, lụng lực luôn. Đó, này mình dép dài bo cho mình chơi luôn ha quý vị. Rồi đó, chiều cao cái đi, thì mình quay. Rồi cao là 55. Đó. Đấy đó. À. Hoành luôn. Rồi hoành 30 chẳng. Rồi 31 thiếu tính 30 ha. À đúng rồi. Đó. Rồi, giá nhiêu đây? Giá 800.000 quý vị ơi. Rồi 800.000 bao ship luôn. Phí ship bao tới nhà luôn. Rồi, số 8. Rồi, mã số 8. Đó. Đó, vậy con mình giật cấp rất có duyên nha quý vị. Rồi, tứ quý luôn nha quý vị, chưa có mai vàng nha quý vị. Từ đầu clip tới giờ là toàn là tứ quý hết nha quý vị. Rồi, cao 82. Hoành. Gì hơn 2. 31. À. Đây để đây cộng nào nó bự bự luôn cái gì? Cộng to ha. Cộng chẳng chẳng không hết ha. Rồi giá nhiêu đây anh? Giá 1,5 triệu quý vị ơi. 1,5 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo. Mã số 9 luôn. Rồi. Rồi số 9. À. Ê, tứ quý luôn nha quý vị. Trời ơi, hay luôn, lung linh lắc luôn. Rồi, rồi. Rồi, cho chiều cao luôn. Mình trồng cái mình chỉnh ngay cây lại nha quý vị. Giờ quay thì quay tham khảo vậy thôi. Rồi 76 hen. Đó, chỉnh ngay cây lại vậy là quá đẹp hen. Rồi. Ô. Đây của anh mặt kia đâu rồi. Mặt 30 chẳng ha quý vị. Hơi yếu xíu. Tính 30 đi. 30 đi. Rồi sen dòng đế là báo giá luôn. Rồi cây này 1,4 triệu quý vị ơi. Cái mã số 9. Số 9. Rồi xuống cây luôn. Đó. Rồi cho chị 10 lên luôn, hai người nổi không? Phụ. Rồi số 10.
Đây. Đó, rất đẹp nha. Ăn thiên này hả? Đó. Sao? 78. Lấy cái quanh luôn. 31, đó. Đó, thẻ đồ đó đó, 31 á. Đây. Cái này thì mình để có để mình để như vậy, thấy có cái một cái chân cầu đẹp quá cho nên mình để luôn. Để làm kiểu ha. Kiểu cũng đẹp chứ bên trong cũng đủ để hết ha. Trong để bự bự hết rồi. Luôn á, ở trong đó là để bự chảng. Bự chảng hết trơn nha. Rồi, giá nhiêu đây anh? Rồi giá 1.8 luôn quý vị. Rồi, xuống cây. Nãy giờ không nói gì có nghĩa là bao ship toàn quốc nha quý vị. Đúng rồi, cái lên nổi là đưa lên bằng quay nổi là bao ship toàn quốc. 11. Rồi, 11. Còn đưa lên bằng quay không nổi là ship 200 km. Rồi, 11 luôn. Cao ngút mắt luôn. Tuốt cỡ đó. Rồi, nó vậy chứ mà. Rồi, mét 8. Mấy à? Tuốt cỡ vậy chứ con mét 8. Đó. Có tay cành luôn ha. Đây. Cái quành ở đây. Rồi, rồi cái quành cho quý vị mình tham khảo ha. Rồi đây đi. Rồi, cái này đi. 27 ha. Rồi, chính xác xem dòng luôn. Ở dưới thì bự hơn nhiều. Đó, giá nhiêu anh? Rồi cây này có 6.000 của gì ơi? Ờ, quá 6 là sao ta? 600.000. Rồi cây 12 đây của gì ơi? 12 này hả? Là cây tôi quý. Không có đưa lên bằng quay nổi phải không? Không đưa bằng quay nổi nè. Có nghĩa là cây này ship sao? Ship 200. 200 km. Cái này nó hơn 100 kg rồi. Này phải 120 kg rồi. Rồi. Này cung thê à. Cung thê hay anh em sinh đôi gì đó không biết. Đôi cũng được. Rồi cho cái chiều cao luôn. Rồi cao là mét xa rưỡi hơn nha quý vị. À. Rồi. Tính mét rưỡi đi. Mét rưỡi. Nhưng tiền để y vậy được rồi, để có nhiêu tiền vậy. Rồi cho cái quành có hai em này nè. Rồi quành. Để thì không quá xá luôn. Cây nào đấy cũng giữ. Rồi 38. Rồi à. Em bên đây. Này mình về mình tách ra hai cây chơi vẫn đẹp bình thường ha. Đế đều cây nào đấy cũng đều hết trơn ha. Đều hết trơn à. Rồi 27. Rồi 27 kia 38. Cây nào đấy cũng đều quý vị. Mua này về mình tách ra hai cây luôn nè. Được hết ha. Đây, cây nhỏ này đế cũng đều nè. Đế cả đều hết trơn. Để hai anh em đó ở gần nhau cũng được mà. Thấy cũng hay hay mà. Cây nào để cũng đều hết rồi ha. Cái này tách cực lắm mà, để nó quấn với nhau dính nhau hết rồi. Quá trớn bộ đế luôn nha. Mặt kẹo thôi ha. Mặt kẹo luôn á. Hoành cái bầu tổ chảng luôn mà, đế là coi như là sải đặt kẹo á. Nào chiều dài của như đây. Chiều dài cái bầu là 82. 82. Ừ. Ngang bầu là 59, 60. Rồi cái này giao lưu nhiêu đây anh? Rồi cái này mình giao lưu là 4.3 quý vị. 4.3. Bao ship là 200 kg mét hàng mã số mấy rồi. À cái 12 rồi. 12. Tới mai vàng nha quý vị. Để sửa cây này lại cái đừng có được thêm vô coi. Rồi, mai vàng mã số 13. 13. Quá trời vết. Trời ơi, vết thẹo quá xá quá xa luôn. Này thì mình lấy tới thịt trắng hết luôn nha quý vị. Chắc kẹo hết rồi ha. Mình khỏi mà làm rất là kỹ rồi. Quý vị mình về khỏi cần là phải làm lại ha. Đó, làm rất kỹ rồi. Có ba con kiến đục á. Mình kiến đen không? Kiến đen. Đục á. Mà đều cũng lòi thịt hết rồi nè. Đó. Thịt nó đang nu ra hết rồi. Rồi, cho chiều cao luôn. Mang kiến đen nó nguy hiểm quá. Rồi, 85 cao. Quanh. 38. Rồi. Đó, quay cho vòng cho quý vị xem luôn. 38 đôi vị trí này nha quý vị. Bật cao lên đó ha. Ừ. Rồi, để trải đều luôn. Trải đều nha, không có trống chỗ nào nha. Rồi, giá nhiêu đây anh? Rồi, cây này giao lưu là 1.8 hả quý vị ơi? 1.8 hả quý vị ơi? Rồi, bớt mấy cái thẹo. Bớt mấy thẹo hả? Rồi, mã số 13, mã vàng nha quý vị. Vàng, quên nữa, mấy cây này là vàng dẻo lai, 5-9 cánh nhiều lắm nha. Cái đó là dẻo lai ha anh? Ờ, 5-9 cánh á. Rồi, rồi. Rồi, cây mười mấy? 14. 14 lên mà nổi không? 14. Rồi, lên nổi. Lên luôn. Nổi có nghĩa là bạc ship toàn quốc. Toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Trời ơi. Cái này quá xá bự luôn.
Mã số 14. Cây 14. Cây này bộ đế quá là độc luôn nha. Nhưng mà nó thua cái nó bị lỗi trên. Áo hồng sáng quá sáng. Rồi. Nè, 83 chiều cao nha quý vị. Đó, 83 chiều cao. Lỗi nè ha. Đó, cái mặt nó quá trớn cái mặt á. Rồi. 42 hoành ha. Đó. Quay vòng luôn đó, đo gì tí đó 42 hoành á. Này có bị tóc lớp da đi hả? Ờ, tóc lớp da trét keo rồi. Rồi. Da chạm trét keo lại rồi. Đó, đây nè, có cái mặt này tôi đục hết tịch thắng hết rồi. Mình xử lý rất là kỹ luôn nha quý vị. Đó, về mình khỏi cái xử lý lại. Bộ đế là đây. Đế khủng luôn. Giao lưu nhiêu đây anh? Rồi cây này mình giao lưu là 2 triệu 8 quý vị. 2 triệu 8 à? Ừ, còn 42. Con cây hoành. Bộ đế khủng. Bộ dạng bộ đế khủng có 2 triệu 8 à. Rồi chốt luôn quý vị ơi. Qua luôn. Có cây mai quyệt chản đế bự luôn đều luôn. Tuy có lên vết thẹo ngày đó thôi. 2 triệu 8 thì giá đó cũng quá xá hợp lý rồi. Số 14 giờ 15 phải không? Đây 15. 15 mai vàng nha quý vị. Vàng luôn. Rồi anh né xa cái màn hình em ra xíu. Thiệt quay cái áo anh trắng quá. Rồi, dẫn đến cây bị tối. Là dấu lai nha quý vị. 5 tới 9 cánh nha. Bông chùm. Đó, tên có tay cạnh ha. Rồi. Rồi, cho chiều cao luôn. Rồi, 137. Kéo nhanh lên xuống nè, chát áo không khó chịu quá. Áo anh tăng. Rồi, anh 31. Đó. Đó, vị trí đó 31 vô quý vị. Để đó. Để xe đều luôn. Giá nhiêu đây anh? Đó, đây có cái lỗi này nhưng mình địch đục cho nó tới thịt luôn ha, trắng tươi luôn ha. Rồi, có 1 triệu 2 đây hả? Ờ, 1 triệu 2. Rồi, quá cây này nuôi tương lai đây lên xù luôn nha. Số 15. Đây hả? Có tương lai, nó có đang có tương lai thôi chứ mình không có xù, nó xù được. Rồi. Ha. Kéo lên kéo xuống cái gì coi cây này chống mặt luôn. Rồi, 15 rồi phải không? Cây 15 có 1 triệu 2 ha. Giá quá yêu thương. Rồi, vừa rồi, lọt rồi. Rồi. Mã số 16. Đưa lên bằng quay nên nổi có nghĩa là bao ship toàn quốc. Bầu quá trời cái bầu luôn quý vị ơi. Bầu quá xá bự luôn. Mã số 16 thì bầu bự. Đó. Con số tài cành hang, đắt lượng lên lấy lại trở về vị trí độc chủ cũng khá là đẹp nha quý vị. Trở về góc ha. Rồi, 1m6 đi. Rồi, xem xíu nữa kìa anh. Mệt quá trời. Cái vòng nữa cho quý vị xem coi. Đó. Quý vị xem đoạn trên đó ha. Đó, tài cành thì con lành rồi. Đắt lượng về đó. Nè, đó. Này mai bao cánh khoảng 5 đến 9 cánh hả anh? Không. Cái này thì mình không có thấy mặt bông hả? Mặt bông. Cái nào bao thì bao không? Rồi, cái này không có bao mặt bông. Tại vì không thấy. Một bông thôi mình tính 5 cánh đi. Rồi 37 của anh. Rồi. Đó, đấy. Vừa phải mà cái cây này dự định lấy tàn nè mà rốt cuộc thì dòm nó dòm lui thôi. Con lại thành phôi luôn. Con lại thành phôi luôn. Rồi giao luôn nhiêu đây anh? Thì cho nên lấy cái bao đồi quá trời luôn. Rồi cây này mình giao luôn là 3 triệu 2 quý vị. Rồi bao ship làm sao? Bao ship là cây này bắt luôn. Thằng bắt luôn. Lên băng quay nổi mà. Băng quay nổi mà hứa rồi. Vô. Quá xá cái bầu. Rồi. Cứ để đó đi, hồi tôi phụ đem vô cho. Quá xá nặng. Hai người vô mé, tôi mé. Chấp mà. Anh thanh niên mà. Đó. Mà số 17 rồi. 17. 17. Hai người thiên cái cây đó ra đi được á, thiên cây gần nè, cho nó lẹ. À, 17 đây quý vị ơi. Rồi cho chiều cao luôn. Dài tay cành.
này nó trồng mình sửa đứng lại được à. Ừ, đúng rồi. Rồi tính mét rưỡi đi. Rồi. Đây mình cứ đứng lại vậy đây. Đó, anh cứ vịnh đi em ơi. Tao về chừng nữa mình trồng sẽ đứng lại bình thường ha. Rồi. Rồi. Để đây đó xây vòng rồi để đo cái quành đi thì mình xây nữa đây này xè dữ ha. Đây là 38 quành nha quý vị. Đó còn cái bờ cô chú vị trí đặt này á là 50 đó. Đó đo cái vị trí đặt á ha, đo để nó luôn á, xè dữ ha, để nó đẹp luôn xè. Đó cây này thì nó đẹp bộ đế thì đẹp có cái đuôi luôn nè, nó đuôi luôn. Rất là hay nha. Có cái đuôi nhõng nhõng. Nhưng mà tay cạnh hơi thưa cho nên thôi mình bán giá là 3 triệu thôi quý vị. Rồi 3 triệu quý vị. Nhìn tay chốt cái gì. Rồi xuống cây luôn. Xuống luôn. Đây đi, hồi cũng phụ cho phụ đem vô cho. Ừ, hồi phụ đem vô cho. Cứ để đâu đây đi. Đây 18. Rồi mã số 18. Đây. Sao mà làm bốn nồi quá trớn. Cái nhỏ mà nồi to nghe. Vậy cho nó chắc sống ha. Bảo đảm ít mất sức. Rồi. 63 cao. Rồi đo vị trí này là 29. Đó. Ta tụt chút nữa. Tụt xuống cái chỗ đặt của nó là bể đế nó là 39. Đó, 39 đó nghe. Đó vậy là 39 đó. Ở trên 29 hả? Ông chỉ to tên đây mà. Ở dưới 39. Xê xúc 39. Rồi. Giá nhiêu đây? Rồi giá là 900k luôn. 900k bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Có 900.000, quá xá rẻ rồi quý vị ơi, nhanh tay chốt quý vị ơi. Rồi, mã số tiếp theo đưa lên bằng quay luôn. Là cái 19. 19. Đây, mã số 19 đây quý vị ơi. Rồi, cây 19 là một cây mai xù khá nhiều rồi. Rồi, cho chiều cao đi, lát nữa là kiểm tra xù ha. Rồi, 95 chiều cao. Rồi, cái khoan để em kiểm tra xù từ trên rồi. Xuống rồi cho quạnh nha. Rồi, anh cứ xây đem kiểm tra, đây. Cháu nào xù chỉ nha. Đây, vị trí này xù dài xuống nha. Đó, rồi. Coi xuống đế luôn không? Đây, chờ xù từ trên nghe. Xuống. Đây. Đó lục cục hết trơn ha. Đây bên trên này được, bên nách này cũng có nè nãy chưa kiểm tra ha. Rồi. Rồi, xuống đây giáp vòng. Đó, này để khô quá cho nên mình nhìn không có lấy sáng bên đây. Đó, chứ mình xịt lên một cái là nó rất là đẹp nha quý vị. Xịt nước lên cái nhìn thấy hay lắm. Đó, toàn thân. Một cái độ đoạn khúc đó là rất là xa ha. Rồi cho cái quành luôn, nãy mình coi đế nãy nhiều vòng rồi. Rồi đo vị trí này ha. Rồi báo giá luôn nha. 34 quành, 35 yếu tính 34 ha. Đo vị trí đó giá nhiêu đây anh? 2,5 triệu quý vị ơi. Rồi xuống cây đó. Xuống đó luôn. Rồi để xuống luôn đi. Đâu để mình quay qua đây hả, lại cây lên luôn, lên luôn à. Lên. Rồi cây 20. Rồi cây 20 quý vị ơi, chiều ngày nữa. Rồi hay rồi. Cây mai xù tàn dù. Cây mai xù tàn dù luôn. Cái này là xù rất là nhiều luôn. Đế cũng đẹp đây. Đế là rất là quyết luôn. Ngon bệ bệ luôn. Rồi cái mai xù tàn dù luôn. Tại nhiên có tay cành ở dưới đây ha. Nếu mình chơi cái tàn dù thì mình cắt bỏ cái tay cành ở dưới bỏ luôn. Mình cứ để vậy đi quý vị, mình chơi sao chơi ha. Rồi đó chiều cao luôn. Cao. Ủa đâu rồi? Trong là con trong ra. Rồi 137. Đấy.
Để im đó, đừng xây nữa. À, nó xù lên tới những nhánh nhỏ cũng vẫn xù luôn ha. Rồi, để im nha. À, đây, đây mình lấy đây đó. Là đọc chủ luôn, cũng rất là hay ha. Đọc chủ đây, để kéo à. Cái những cái bạch xù cho quý vị anh xem nha. Đó. Đừng xây nha, rồi để im. Ồ, rồi chưa, đó, quá à. Trớn ha, nó bít luôn rồi. Trên đây thì nhóc người à, đó nó lên xuống bít trên đó đó này. À, cứ xây xây đi rồi bên đây là cũng cục nó ra nó bít luôn nữa nè. À. vậy luôn ha. À, rồi à, vậy đó rồi à, giáp vòng ở trên rồi à, xuống đây về những vị trí nách được cũng có hết ha. 3.8 này ha, 3.8 là 3.8 này ha. Đó ừ xù nách rồi hết ha, dài xuống luôn đó. Rồi xù ở trên, xù ở trên, xù đầu. Rồi đo của anh rồi, vị trí này đi là 38 rồi đó, còn cái vị trí mà đặt ha đó, để vậy đi cho mình coi là cây 56 đó, để đây luôn cái quý vị đo coi cái chỗ vị trí đặt ha, 56 rồi ngay cụ đặt đó rồi, để đẹp rồi ha, để thì quá quyết luôn, non bệ bệ nào bữa nấy cộng nào nấy nắm ha. Nắm không hết luôn. À, giá à, nhiêu anh? Chẳng luôn á. Nói lại giá ơi. Rồi giá 3.8 cái gì ơi. Đó, để chủ cây báo giá mấy linh. Cái máy xù tàn dù luôn. Cái máy xù tàn dù. Vô rồi, đế có cộng u không? Đó. Để xuống đây đi. Đây 20 phải không? Cái gì rồi? Cái 20 đúng không? 20, chính xác. Đến 21 luôn. Luôn. Đó. Rồi trên không có gì để xem ha. Rồi cho cái quạnh luôn. Lấy cao trước đi. Ờ cao quên. Rồi 74. Rồi 2.7 đây. Mà mình bán không có lên đâu những quý vị. Rồi đó vị trí này là 44. Rồi. Đó còn đo dưới chút xíu thử coi ngay chỗ đặt nè. Rồi. Là 51. Hôm nay yếu tính 51 nè. Đó mình đo vị trí đó luôn hay chứ gì? Đo vị trí đặt á. Rồi chủ cây báo giá đi. Rồi, cây này mình nó không có gì bên trên cho nên 2.7 thôi quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Vậy thì nó cũng sẽ chè đều hết. Hết chưa? Đem mấy cái thừa cục của cái chư thị ra. Rồi, 22 ở đây. 22 này quá xa. Thì không có đem lên bằng quay nổi. Có đây, nghĩa mướn 4 lực sĩ rồi. Có nghĩa là bao ship 200 km. 200. Rồi, mã số 22 ha. 22. Đây, rồi, đủ sức. Thân mình thì lục cục luôn. Cho chiều cao luôn nha. Rồi, còn lại là 2 đi. Là mít 7 đi. À, mít 7 ha. Này có cái lỗ nè, tổng hậu chim hay gì đây? Cái này mình chơi này mình cũng đã đục tới thịt trắng hết rồi nha quý vị. Đó, mình muốn để gì trong đây mình cứ để. Vậy đó. Đục hết rồi ha. Rồi, tới thịt trắng hết. Mình gọt là rất là kỹ rồi. Quý vị mình yên tâm về cái khoảng đó. Rồi vậy cho cái hoành ngay chỗ cổ rễ đi. Ừ. Đo chỗ cổ rễ nha quý vị, này nó trước nha quý vị, đo cổ rễ nha quý vị. Thì đo mình đo tham khảo vậy đi. Là 52. Đo cổ rễ. Ừ, đo ngay đây 52 nè. Vị trí đó ha. À, còn cái bệ đế dưới dữ lắm à. Bệ đế đặt cái dưới to lắm à. Vị trí đặt nó tới là mình đo hào hào thử coi. Là tới 6-7 lần á. Rồi cái này đó. Cái này thuộc chuyện cây bự á. Ừ. Quá trời dữ luôn không. Tiếc là có một cái lỗ nè. Không à, cái đó cái nghe thật đó, để dành mình đựng tiền à. Đựng tiền. Để quá xa đế luôn. May mắn để vô đó đó. Quá xa bộ đế luôn mà có đế. Cái lỗ đó ha. Nói chung là đế là cộng nào cộng nấy là chẳng mà nó khích rịch hết ha. Quá dữ không? Này dạng chơi nghệ thuật không sao đây. Ừ. Đấy thì quá xa rồi.
Cây này thì nó còn nhiều ưu điểm, đang lên xù khá khá lên đây nè, bể bể nè, đang nở nè, đang nở xù luôn nè, từng dòng hết. Thì tương lai thôi. Nhiều vị trí nhưng mà điều này mình không có nói xù được. Rồi giá lớn. Rồi giá 3,8 triệu mà quý vị ơi. Rồi giá đây. Đó, quanh năm mấy quên rồi. Năm 2. Đó. Rồi cây 22. Còn nữa không? Giá là 3,8 triệu. Tàn rồi. Đó mà mình cũng có cây tàn nữa đây quý vị ơi. Nay cũng đem về được cây tàn cho luôn quý vị luôn. Mã số 23 là cây mai tàn. Đó. Rồi lại rung rung cái anh. Một cốt đi thẳng luôn nha. Mình làm không kịp cho nên chỉ có tước lá một mé thôi, đừng cho thấy cái cốt giữa quý vị tham khảo. Rồi cao khoảng nhiêu đây anh? Cái này cao khoảng 3 mét quý vị. 3 mét. Còn cái tán vòng xung quanh thì mình con lại rồi. Tước không kịp con luôn. Con tròn lại luôn. Đó, mình chỉ tước cái vị trí này ít cộng đừng cho sơ trống. Sơ sơ trống đừng thấy rõ tay cành ha. Rõ tay cành với cốt giữa đó. Cái gì mình tham khảo á. Tán ngang thì khoảng mét hơn mét rưỡi. Đây, cốt cành đó quý vị. Ngay chỗ vị trí này anh đặt lá cho mình quay xem dễ nè. Đó, cốt rất đẹp ha. Rồi. Cho thật thân luôn. Đây. Rồi 45. Rồi hoành luôn. Hoành luôn ha. Rồi đây không thấy được đâu. Cái xề qua đây à. Ừ. Đó. Vị trí này là 35. Rồi 35. Đó. Để giữ ha. Đấy là quá dữ luôn á. Rồi một vòng luôn. Đó. Một đế là dữ nha. Đấy nôm rất là dài luôn ha. Đo thử cái độ nôm của cái đế coi. 28. Rồi. Đó, nôm xè ra đó. Rất đẹp, nôm xè ra luôn, cộng bự bự luôn. Cây này mà nó lên cái hoành mà tầm chừng 50 cái thì dòm thấy hết hồn nó rồi ha. Rồi cây này. Này 50 chắc hơi lâu rồi. Rồi. Hết hồn. Cây này giao lưu nhiêu đây anh? Rồi cây này mình giao lưu là 7 triệu rưỡi quý vị. 7 triệu rưỡi ha. Rồi 7 triệu rưỡi. Rồi ship 200 ký mét ha. Rồi ship 200. Rồi hết chưa? Rồi còn vài cái chú thủy ế quý vị ủng hộ giùm luôn đi. Rồi rút ra. Rồi. Rồi nay mình tại thời giá còn mấy cây nè. Đó. Cây đẹp đẹp không mà sao. Về tính ra mã số nãy 23 về mã số 24 ha. Rồi 24 đi, tính 24 đi. Đó. Thấy cũng đẹp quá đây mà già thôi nu nằng bít mình răng đây nè. Vậy đi. Sao không ai chốt trên kia vậy? Đó, giờ mình bán tút lút giá luôn. Đó, đo ngay vị trí đặt này là 44 nha quý vị. Rồi. Nguyên cụm nè. 44. Đó, thân thì hai mấy à. Rồi, cái nguyên cụm này là bán nhiêu đây? Rồi, cụm này mình bán 6,5 nha quý vị ơi. Chúng ta chốt giùm luôn. Trời ơi, nu lục cục hết trơn rồi. Đây cành ra hết trơn rồi. Ra tuột búng búng trơn rồi. Rồi, 25. Cho 25. Đó. Nó đế cụm cụm không? Nó 3 cộng nè. 3 cộng. Chẳng chẳng thân chứ đâu phải nhỏ đâu. Lục cục lần hòn ở trong thân đó. Thôi mình đo tham khảo cộng giữa thôi nha quý vị. Cộng chính đi. Là 22. Rồi. Đó. Ở dưới thì để đặt nghẹt hết ra. Nghẹt hết trơn, hai thằng hai bên chắc mười mấy à. À giao lưu nhiêu đây? Rồi 500 ngàn à. Rồi coi xuống luôn. Xuống luôn. Bao ship toàn quá trời luôn. Trời luôn. Xả vàng hả? Xả vàng luôn hả? Xả vàng luôn. Này to à. Này đế cộng chẳng chẳng không mà bonsai rất là đẹp luôn nè. Đó. Cộng bự bự không à. Đó. Rồi. 26. Làm 26. 26. À đo tổng thể luôn coi, nguyên cái cộng coi. Tổng thể của nó là tới là 56 lận. Rồi. Đó. Giá nhiêu? Cây này để cây giá nhiêu đây? Rồi 600 ngàn à. 600 ngàn luôn. Chơi. Rồi. Tút lút luôn. Chơi hết máu luôn. Rồi, còn bự nữa. Cây bự giờ đại hạ giá nữa luôn.
Đâu? Đây nè. Đinh lên bằng quay để thôi. Dưới là để dưới là bao ship 200 km. Thôi thôi đây đây luôn, bao ship toàn quốc, ấy toàn quốc luôn nè. Đinh lên mà đinh bằng quay mấy bao ship toàn quốc. Thôi. Giờ đài ổng lên quý vị ơi. Thôi để đây nè. Để đây nha, để đây mà bao ship toàn quốc nha. Ăn qua đinh không có nổi. Tại vì nãy anh nói nha ấy, đưa thôi lên bằng quay mới bao ship toàn quốc. Cái này mà cho mình xin đi. Trời lên hết nổi rồi quý vị ơi. Để dưới này vẫn bao ship toàn quốc ha. Bao ship toàn quốc à. Tại anh nói. Rồi, cây cuối cùng luôn quý vị ơi. 1 2 3 4 5 cây ha, nha 5 nhánh ha. Rồi cây 27 này là một cây cuối cùng, cây tổ cản luôn nè. Rồi cho cái hoành đi. Hoành thì nó hết thân luôn đó. Cụm luôn, một cụm luôn. Rồi đó cụm này thôi à. Bỏ cái cây kia ra hả? Rồi bỏ cái kia ra đi. Cụm này là nó 78. Đo luôn kia là bao nhiêu? Kia luôn rồi. Có 5 có 5 anh em, 5 anh em tại đo mà bỏ 5 anh em. À, 5 anh em nó dữ lắm mà nó ra tới 5 anh em nó coi nhiêu? 5 anh em nó ra tới cả gần 97 lận. Rồi đo 5 anh em của người ta chứ. 97 lận. Đó, 5 anh em của người ta đây mà không bỏ không đo còn cái 4 à. Ừ. Nè, đo hảo thử cái hoành của thằng này coi nhiêu đây. Đó. Nhiêu? Đưa thước ra đây coi. 27. À 27. Này coi. Này 23. Rồi nguyên cái bể hết hồn. Đó. Còn nói thì nó đặt kẹo luôn à. Giao luôn nhiêu đây anh? Giao luôn nhiêu đây? Để tôi quay cho thêm cho quý vị mình xem coi. Đó. Vậy đó. Rồi giờ bán 4 triệu hủ quý vị. Rồi. Đó. Nhanh tay chốt đi quý vị. Hết chưa? Hết chưa? Rồi hết chưa quý vị ơi. Rồi quý giáo mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Thì trong quá trình xem thì quý vị cảm thấy thích cái nào thì alo trực tiếp cho anh Tèo mình nha quý vị. Rồi số điện thoại của anh Tèo mình để trên tiêu đề. Nguyên bể hết hồn luôn. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Rồi quý vị nào xem chưa bấm đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ giúp mình quý vị ơi. Rồi cái bên đây có cái khế luôn nè. Cái này không quay rồi không rồi, bán này rồi, này không có bán ha. Này không có báo giá nhưng mà ai thích thì vẫn alo anh Tèo báo giá luôn. Rồi nguyên cái bể hết hồn luôn.